Và lại thấy phút thứ 1 trong buổi sáng hôm nay thì đội trưởng của Hoàng An và đội trưởng của Văn Nhân đang thi đấu. Hai đội một đội hùng rất cân bằng. Ông bà Liệu va chạm 50.000 đồng. Ông bà Lâm Phạm công chức 100.000 đồng. Bà Hưng chạy máy 50.000 đồng. Ông bà Quý Thắng va chạm 100.000 đồng. Bà Tranh chạy máy 100.000 đồng. Vâng, điểm số hiện nay là Hoàng An 13 và Bách Dẫn 12. Dạ đùn, đúng cái này dạ đùn. Minh Nguyệt phòng thủ những pha đỏ đỏ cũng rất hay. Vâng, một đồng chủ công của Hoàng An. Ngoài sao? Ăn thua đấy. Vâng, pha đập của Minh Nguyệt vô cùng khó chịu nhưng mà các cánh phòng thủ cũng rất hay. Vâng, liên tục có pha đập đập căng như kẻ chỉ. Vâng, Hoàng An phòng thủ rất hay. Vâng, bằng các quả đà nhảy đập rất đẹp của Thanh Nhẫn nhưng mà một chân thì bám vào vật. Ê, ba quả này hỏng. Vâng, quả đúng không? Vâng, chú đây mời chàng trai đang mâm cười một tay trực tràng tại trong chiếc xe mặt thân khăn kia. Vâng, đúng rồi, cứ bám vào mặt là chàng trai tâm lượng. Vâng, không cầu thủ không thể thiếu lại với chàng trai tất quân ma của chúng tôi. Vâng, và liên tục dùng quả đập của Minh Nguyễn quả nó đỡ làm sao mà